Nếu bạn sợ chấn thương gối khi chơi thể thao, hãy liên hệ shop Móng TV để sở hữu đai bảo vệ gối 360 độ CS. Đai bảo vệ gối 360 độ CS, ngoại hình cực đẹp, chất lượng cực cao, giá cả phải chăng so với nhiều shop khác, giao hàng nhanh toàn quốc. Hãy liên hệ Zalo Móng TV 037 699 3106 để được tư vấn và mua hàng với giá ưu đãi nhé. Móng TV, uy tín là trên hết. Xin được chào mừng 500 anh em đã trở lại với kênh Móng TV. So với nhiều cường quốc bóng chuyền châu Âu, châu Mỹ, bóng chuyền Nam châu Á chưa bao giờ được đánh giá cao cả lối chơi lẫn thể hình. Tại châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á, được xem là vùng trũng của bóng chuyền Nam, trình độ vẫn còn thua nhiều nước Tây Á và Đông Á khác. Tuy nhiên, cũng chính từ vùng trũng ấy, xuất hiện một vận động viên sinh năm 1995 đến từ Thái Lan, có chiều cao lên tới 2m22. Đây là vận động viên cao nhất thế giới bóng chuyền, anh chính là Wutichai Sussala. Bên cạnh chiều cao khủng thì Sussala sở hữu tầm bật tấn công cũng cực khủng không kém, đó chính là 3m50. Wutichai Sussala từng có mặt trong đội tuyển Thái Lan để tham dự giải bóng chuyền Nam U23 vô địch châu Á 2015. Ở tuổi của mình, Wutichai Sussala là một trong những phụ công triển vọng hàng đầu của bóng chuyền xứ sở châu vàng. Bóng chuyền Thái Lan vốn đã mạnh, họ còn đón tin vui khi sở hữu phụ công của nhất thế giới Wutichai Sussala. Anh chàng này có chiều cao lên tới 2m22 và theo thống kê của kênh Titan Volleyball, chàng trai sinh năm 1995 này chính là tay đập bóng chuyền cao nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại. Dù cao tới 2m22 nhưng anh chỉ nặng 120kg nên cơ thể của anh khá cân đối, không đáng sợ như nhiều vận động viên có chiều cao tương tự. Wutichai Sussala đang chơi ở vị trí phụ công cho câu lạc bộ Nakhon Ratchasima, Thái Lan. Anh có sức bật tấn công lên tới 3m50 và nhảy chắn là 3m35. Cũng giống nhiều nước trên thế giới, Thái Lan luôn ưu tiên chiều cao bởi vì rất đơn giản, những người càng cao thì thời gian chạm ngưỡng cực đại khi bật chắn nhanh hơn những người thấp khi bật đà lẫn bật chắn. Và Sussala là một ví dụ điển hình. Tại giải vô địch Thái Lan, Sussala là tay chắn cừ khôi khiến nhiều tay đạp vất vả khi tấn công. Wutichai Sussala sinh ngày 21 tháng 6 năm 1995 tại Vương quốc Thái Lan. Từ nhỏ, gia đình anh đã sớm nhận thấy anh có nhiều điểm khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa, nhất là về chiều cao. Anh yêu thích bóng chuyền và luôn sống hết mình với đam mê của đó. Trong sự nghiệp của mình, Wutichai Sussala đã từng thi đấu trong giải bóng chuyền Nam U23 châu Á với tư cách là vận động viên quốc gia Thái Lan. Và cho đến khi anh được mệnh danh là cầu thủ bóng chuyền cao nhất thế giới thì mọi người lại càng chú ý đến anh nhiều hơn. Từ khi Sussala có mặt trong các trận đấu, bóng chuyền Thái Lan trở nên tự tin cũng như giữ được phong độ tuyệt đỉnh của mình. Họ tự hào vì có Sussala và tự hào hơn nữa vì họ có một cầu thủ bóng chuyền cao nhất thế giới trong đội hình nên không có lý do gì để họ ngại bất kỳ đối thủ nào. Hiện nay, tuyển bóng chuyền Nam Thái Lan vẫn được đánh giá là đội rất mạnh trong khu vực. Thái Lan vốn đã mạnh, nay sở hữu cầu thủ tấn công cao nhất thế giới, họ như hổ mọc thêm cánh. Bóng chuyền Nam Việt Nam sẽ khó khăn hơn khi mơ tới chức vô địch SEA Games đầu tiên. Còn Indonesia như ngồi trên đống lửa vì Thái Lan hiện tại thực sự rất mạnh. Bóng chuyền Nam Thái Lan không phải là đội bóng mạnh nếu so với tầm châu Á hay thế giới. Song ở khu vực Đông Nam Á, họ cùng với Indonesia là một thế lực đáng gồm. Trong suốt 32 năm kể từ năm 1985, năm đầu tiên mà họ giành 80 chương vàng, không cần tính đến năm 2020, chỉ tính đến năm 2017, họ đã 8 lần trở thành đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á. Năm 1977, khi môn bóng chuyền lần đầu tiên được đưa vào chơi ở SEA Games, thì chỉ có 3 nước thay nhau vô địch là Myanmar 3 lần, Thái Lan 8 lần và đội bóng chuyền Indonesia dẫn đầu với 9 lần. Dù vậy, vị trí dẫn đầu của đất nước vạn đảo Indonesia đang bị lung lay dữ dội bởi đội bóng đến từ xứ sở chùa vàng. Kể từ SEA Games 2007, Indonesia chỉ vô địch 2 lần, còn tại 4 kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á gần nhất, Thái Lan là đội luôn thắng lợi. Ngày Indonesia mất danh hiệu vào thành tích nhất khu vực, vào tay Thái Lan sẽ không còn quá xa. Trên đây là vài thông tin về tay đạp Sussala, vận động viên bóng chuyền cao nhất thế giới. Chúc anh em xem video clip vui vẻ. Đừng quên nhấn nút đăng ký và like video này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. We'll be right back.